tin chúng tôi vừa thực hiện. Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Theo đánh giá của CDC Đà Nẵng và Sở Y tế thành phố, từ đầu năm 2022 đến nay, số ca mắc mới COVID-19 trung bình tại Đà Nẵng là khoảng 300 ca một ngày, tăng nhẹ so với cuối năm 2021. Mức tăng này đã nằm trong tính toán, nhất là khi cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Riêng trong 3 ngày vừa qua, các quận Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ là những địa phương ghi nhận nhiều ca mắc mới. Tuy các điểm nóng hiện nay đã cơ bản được kiểm soát, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ ở một số khu vực, nhất là tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Công tác tiêm chủng tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác điều trị COVID-19 hiện nay vẫn cơ bản đáp ứng yêu cầu. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá các địa phương, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống dịch, nhưng trước tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu gia tăng, cần phải có những biện pháp kịp thời để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Bí thư Thành ủy đề nghị ngành y tế và các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn, nhất là ngành y tế phải hết sức chủ động, xây dựng kịp thời các kịch bản diễn biến của dịch bệnh trong thời gian đến và đưa ra các giải pháp phù hợp. Bây giờ chúng ta phải coi tất cả những cái cơ sở y tế chúng ta là cái điều kiện, là cái nơi mà có thể điều trị. Tôi nói không phải là chỉ Hòa Vang, mà bây giờ tất cả những trung tâm y tế khác cũng có thể điều trị COVID, chứ không phải là chỉ lên bệnh viện dã chiến đâu. Thì như vậy thì chúng ta mới chủ động được. Và trong đó thì tôi đồng ý cái chủ trương về cái việc là các đồng chí nghiên cứu để hình thành các cái cơ sở điều trị tự nguyện trả tiền. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch, đặc biệt nêu cao trách nhiệm vai trò của người đứng đầu tại các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết cuộc họp đến quý vị trong những bản tin thời sự tiếp theo.